vào nhà nghỉ ngơi đi nha. Để dì đi nấu cơm. Hôm nay dì nấu nhiều món ngon mà con thích lắm đó. Xong rồi đợi ông chủ đi làm về rồi tối mình ăn cơm luôn. Dạ. Ủa, không phải mấy tháng trước dì nói với con là Hồng Nhung chết hết rồi sao? Dì mới mua để trồng lại hả? Không phải dì mua đâu con. Cái này là cậu Bảo mua đem qua đây đó. Cậu Bảo nói là mua giống cây ở chỗ này tốt lắm, lại còn chỉ dì cách chăm sóc và bón phân cây sao cho đúng, cho nên hoa nó mới nở đẹp như vậy nè. Với lại cậu Bảo canh hay lắm nha. Cậu nói là khi nào con về hoa sẽ nở đẹp nhất. Vậy mà từ ngày hôm qua tới giờ con giận ảnh là không chịu ra ngoài sân bay đón con nữa chứ? Không có đâu, dì thấy là cậu Bảo quan tâm con lắm á. Chắc tại là có cuộc họp nào đó quan trọng nên không đi đón con được thôi. Dạ. Vậy là mình hiểu lầm ảnh rồi. Mày biết rồi còn hỏi nữa. Tao không hiểu sao Châu lại si mê mù quáng cái tên giả tạo đó chứ. Ừ, vậy đi. Alo, nhà hàng Hana hả? À, tôi Bảo đây. Tôi muốn đặt một bàn VIP 7 giờ tối mai nha. Tôi muốn tỏ tình bạn gái. Trang trí thật lãng mạn cho tôi. Bạn qua Hồng Nhung nha, thật đẹp nha. Kết bạn Zalo đi, gửi thông tin cho tôi đọc xong rồi tôi phản hồi cho. Vậy nha. À, Khôi, cảm ơn em nha, em mới đón Châu về hả? Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Lên chức phó tổng, bây giờ muốn quản tôi hả? À không, anh chỉ muốn cảm ơn em đã thay anh đi đón Châu về. Với lại cảm ơn em đã nhờ anh Thịnh sắp xếp cuộc họp của Đông chiều nay. Cuộc họp rất là thành công. Cảm ơn em một lần nữa. Đừng có tưởng là mình hay. Chờ đó. Không thể để hắn tỏ tình với Châu được. Nếu hai người đó yêu nhau thì mình càng khó có cơ hội đến với Châu hơn. Khôi nó có mời mấy người bạn của nó tới. Ờ, có một người nó muốn giới thiệu với mình đó anh. Em nghĩ chắc là một cô gái xinh đẹp lắm. Đến đoán xem bạn gái của nó đúng không? Chỉ mới đúng phần nửa thôi. Người này là người nó yêu và nó đang theo đuổi. Vậy à? Con bé này nó tên là Châu, con của anh Tiến. Nó quen qua một người bạn. Anh Tiến bên Hương Phát đó hả? Dạ đúng rồi. Thấy thằng Khôi như vậy em cũng mừng cho nó. Chứ không như mấy thằng bạn thân của nó, có bạn gái xinh đẹp thì có đó, nhưng mà toàn những đứa đào mỏ thôi. Nếu mà như vậy thì vợ chồng mình mệt lắm đó. Em nói đúng đó. Con. Dạ. Thưa ba, thưa dì. Con tới rồi đó hả? Con chúc ba và dì trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn con. À, sẵn tiện con ở đây, con với ba lên phòng để bàn những việc mà liên quan đến dự án mới vừa triển khai, khỏi phải đợi ngày mai vào công ty. Dạ. Anh lên phòng làm việc chút nghe. Dạ. Con xin phép dì. Con đi đi. Ba, dự án có vấn đề gì sao ba? Không, ba chỉ muốn nói chuyện riêng với con thôi. Hình như là từ trước tới giờ con chưa từng có bạn gái hay yêu đương gì hết. Dạ, con muốn tập trung cho công việc ba. Điều đó dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng bên cạnh sự nghiệp, chuyện hôn nhân cũng không kém phần quan trọng. Ba đã tìm cho con một người vợ vô cùng phù hợp. Hưng Phát xưa nay nổi tiếng ở mảng thực phẩm hàng tiêu dùng. Hiện tại họ đang lớn sân qua bất động sản và là một đối tác tiềm năng của Trang Thiên. Ông Tiến chủ tịch Hưng Phát
chỉ có duy nhất một đứa con gái là con Châu. Ai mà làm rể của ổng thì chắc chắn tương lai sẽ làm chủ của Hưng Phát. Dạ, con nghe dì Thanh nói là Khôi đang đeo đuổi cô Châu mà. Không phải từ đó đến giờ con ganh tị với thằng Khôi, luôn luôn tranh giành với nó hay sao? Dạ, không phải gì đâu ba. Con là con của ba, không lẽ ba không hiểu con sao? Đúng là bình thường ba có thương thằng Khôi hơn con, nhưng dù sao con vẫn là con ruột của ba, ba cũng phải tính tương lai cho con. Thằng Khôi nó đã có Trang Thiên rồi, còn con thì chẳng có gì cả. Nhân buổi tiệc này, con tìm cách tiếp cận con Châu đi. Sao? Không chịu nghe lời ba? Dạ, con sẽ làm theo ý của ba. Tốt. Ba đã tính toán sai rồi. Cả Hưng Phát và Trang Thiên đều sẽ là của con. Mấy lầu này ở bên đó, con nhớ đồ ăn của dì nấu lắm luôn. Đợt này con về đây, con ở cả tháng lận mà. Con muốn ăn món gì á thì con cứ lên thực đơn đi, để dì nấu cho con ăn. Nếu mà như vậy, chắc chắn là con sẽ lên ký cho mà xem. Chắc ông chủ tắm cũng sắp xong rồi. Thôi để dì lên kêu ông chủ xuống ăn cơm chung dạ. Nha. Xin lỗi nha. Ngày hôm qua anh đã nhắn tin xin lỗi em rồi mà. Cái gì đâu mà xin lỗi hoài vậy? Em biết là anh có cuộc họp quan trọng, làm sao mà em giận anh được. Với lại em phải cảm ơn anh mới đúng, tại vì anh đã mua hoa hồng cho em. Có gì đâu. Dì Tâm khen quá chừng luôn. Dì nói anh là một người đàn ông rất chu đáo. Dì Tâm thiệt tình. Em thấy dì Tâm khen đúng mà. Đối với ai anh cũng nhiệt tình và chu đáo như vậy hết. Không phải ai cũng như nhau đâu. Là sao? Không có gì. Bác Trang đi làm về chưa? Để anh vô chào bác một tiếng. Em về nên là ba cũng tranh thủ về sớm. Hai cha con đang chuẩn bị ăn cơm. Em mời anh vô nhà ăn cơm với cha con em luôn nha. Cũng được. Em mời anh. Cuộc họp của anh sao rồi? Thành công tốt đẹp. Ban giám đốc á chấp nhận dự án mới của anh rồi. Chúc mừng anh nha. Cảm ơn. Dạ thưa bác. Ba, con qua chơi hả? Dạ. Bác nghe nói á, con mới vừa lên chức phó tổng của Trang Thiên hả? Chúc mừng con. Dạ cảm ơn bác. Dạ vô ban hội đồng quản trị tin tưởng con thôi. Con nghĩ là mình phải cố gắng thật nhiều bác à. Có người lên chức mà ổng chia vui với em nha. Chức vụ đó chỉ là danh xưng thôi mà. Chức vụ càng cao thì tầm nhìn càng lớn, để xứng với vị trí. Niềm vui lớn nhất của anh bây giờ là các dự án mới thành công. Em là người được biết đầu tiên. Thà cho anh đó. À bác. Con nghe phó chủ tịch Sang nói là tháng sau dự án trung tâm thương mại Khang Gia do Trang Thiên với Hưng Phát hợp tác đầu tư đi vào hoạt động đúng không bác? Đúng rồi. Đây là dự án đầu tiên mà Hưng Phát lớn sân qua thị trường bất động sản và thành công ngoài mong đợi. Hy vọng là thời gian sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác những dự án tiềm năng khác. Dạ, con cũng mong là vậy. Hai người mỗi lần ráp với nhau á, toàn là công việc thôi. Hai người giống nhau thiệt đó. Con gái không thích thì thôi. Tới giờ ăn rồi, mình vô ăn đi, để thức ăn nguội hết đó. Đi hai đứa. Dạ. Đi vô ăn cơm. Mình đi. Đi.